Schindler Ahead, giải pháp IoT cho thang máy và thang cuốn. Công ty Schindler Việt Nam vừa giới thiệu Schindler Ahead, giải pháp quản lý thang máy từ xa trên nền tảng công nghệ 4.0. Đây là giải pháp công nghệ đầu tiên trong ngành thang máy tại Việt Nam sử dụng nền tảng Internet kết nối vạn vật IoT cùng công nghệ học máy và phân tích dữ liệu lớn nhằm mang đến sự thuận tiện, an toàn và trải nghiệm tốt cho khách hàng. Schindler Ahead là một giải pháp tổng thể bao gồm các tính năng quản lý vận hành dành cho đơn vị sản xuất là Schindler Việt Nam và khách hàng là ban quản lý tòa nhà. Với Schindler Ahead, khách hàng an tâm tin cậy khi dữ liệu từ thang máy luôn được kết nối trực tuyến phục vụ mục đích dự đoán trước rủi ro. Ngoài ra, thông tin dữ liệu chuyên sâu về vận hành cũng như hiệu suất của thiết bị từ Schindler Ahead sẽ giúp việc quản lý tòa nhà dễ hơn. Giải pháp này tiện lợi khi khách hàng có thể kết nối và quản lý toàn bộ thông tin trên cùng một nền tảng. Ở tính năng giám sát vận hành Ahead Remote Monitoring, mỗi thang máy sẽ được lắp đặt thêm một máy tính thu nhỏ kết nối với mạng lưới điện toán đám mây của Schindler cho phép thu thập, xử lý và truyền dữ liệu vận hành trực tiếp về trung tâm giúp kỹ thuật viên ghi nhận dữ liệu về hoạt động vận hành thang máy liên tục, 24 trên 7 và theo thời gian thực. Tính năng này giúp phát hiện và phòng ngừa sự cố, cung cấp dữ liệu để hệ thống xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp kịp thời trước cả khi kỹ thuật viên đến công trình, qua đó đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, tiết kiệm thời gian và đảm bảo vận hành của tòa nhà. Đồng thời, mỗi nhân viên Schindler đều được cấp một iPhone tích hợp sẵn các công cụ giám sát vận hành thuộc bộ giải pháp Schindler Ahead, qua đó nhân viên có thể truy cập lịch sử vận hành thang ghi nhận dữ liệu tình trạng hoạt động đưa ra phương án xử lý nhanh hơn so với phương pháp thủ công